I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crap. Rồi, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, hôm nay tôi cầm gian đi rừng và sẽ lên với lối trang bị, đó chính là full đam nha mọi người. Đấy, nhưng mà full đam đây là gì? Full đam đây là tôi sẽ chơi về lối trang bị cũ của tôi, đó chính là lên thánh kiếm. Đó, lên thánh kiếm và đã full đam thì là tôi sẽ nâng luôn cái đồ rừng đam nha mọi người, xem nó sẽ như thế nào nha. Ok, bây giờ thì vô farm rồi qua blue thôi nha. Rồi, ui rồi cả mít nữa. Chủ trận này nhắc mới nhớ, ui chết bà rồi, bị xích ở ấy mọi người, đây nó có chịu chưa? Tôi lướt mà tôi vẫn bị ăn xích của nó rồi ơi, có body nó khó chịu cực kỳ luôn á. À đủ thằng mình chưa đi à? Rồi tới nhá, đây lại chém lại chết này. Ok, xin chiến công đầu không sao nhá. Mạng này tôi chết nhưng mà tôi vẫn được chiến công đầu, khá là lời. Đấy, trong khi thằng nắt thì mất bùa nha. Rồi ok, bây giờ thì di chuyển về blue nhá mọi người. Đấy, đầu game này mấy thằng nắt này nha, đầu game qua phá là hay không ưa nhá. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên và ăn con blue rồi đi qua gánh AD nhé mọi người. Đấy, nói chung là trận này thì không cấm Terry mọi người. À lộ, không cấm con Bonnie, nó con Bonnie thôi. Tôi không biết né cái chiêu 2 của con Bonnie được không ấy, mà tôi cảm giác tôi lướt chiêu 2 để tôi né mà toàn bị dính chó mà nó không né được hay sao á, khó chịu vết hồi luôn á. Rồi, bây giờ thì farm lẹ rồi di chuyển lên nhá. Đấy, một tí nữa tôi sẽ cho mọi người thấy sức mạnh khi nâng full build đồ này, nó sẽ đam nó sẽ to như cỡ nào nha. Rồi, ok, bây giờ thì ra lính mid farm đi. Đấy, là mẹ Aya đi với tôi. Nói chung là FB di chuyển rồi thì Aya đi với mình thì cũng được. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên gánh AD nhá mọi người. Pha này AD chết chắc rồi. Mày không về mày chết. Đây. Nó ra là ăn con chim nó chết chắc. Rồi xong, bye bye, mày chạy đi đâu? Tốc bế không sống mình đâu. Rồi, ok, bây giờ ra ngoài thôi. Rồi, ui dồi ôi, chịu bắn phát kìa, khổ chưa. Đấy, trời ơi, chạy qua che làm gì, trời mình có lướt mà. Rồi, bây giờ xin luôn là lính AD nhá, AD AFK rồi mọi người. Thấy, nãy đi gánh nó vẫn ôm trụ nó AFK. Rồi, bây giờ thì nó vào rồi thôi nhá. Rồi, bây giờ thì tôi ra ăn con dầu nhá mọi người. Đấy, thằng nắc nãy giờ, ôi, lộ sai rồi, nhưng mà không sao. Đấy, giờ ăn lẹ đi, không có, nắc giờ nó bên phần đỏ hết sạch quá rồi kìa, chắc là nó đang ăn con tạc hẳn đấy, nên là thôi kệ đi. Rồi, tầm này tôi hết máu rồi. Ở nhà để tôi xem thôi, tôi lên B về, tôi qua ăn của đỏ người ta. Để xem nha, thôi qua ăn luôn đi. Mà công thằng nắc nó qua nó cướp ấy mọi người ơi. Nói chung là mọi người trận này nói chung là Bonnie, tôi vẫn biết Bonnie lắm mọi người. Hồi trước ở tôi nó ra tôi toàn cấm ấy, mà hôm nay tôi bị ngứa tay cấm con khác. À không, không phải, hôm nay tôi bị ngứa tay tôi cấm con gì nhỉ, tôi cấm con gì ta, quên bà rồi. Nói chung là bình thường tôi cấm lực cấm toàn cấm Bonnie hoặc Aya mọi người ơi. Đấy, mà trận này tên mình chưa Aya nên tôi không có cấm nha. Rồi bây giờ thì vô ăn con tà hần thôi. Rồi để nó cho mọi người xem được sức mạnh của cái build đồ full dam của con gian này đi rừng nó sẽ mạnh như thế nào nha. Rồi để xem nó có một bổ chết một thằng không nha. Ok, bây giờ thì qua đây nấp lùm nhé mọi người, qua đây nấp lùm nha. Rồi xong nắc này ơi, nắc ơi người đánh nắc mọi người cứ từ thôi, bình tĩnh. Ui rồi lướt thép không qua tường đấu bà nó khó. Đây ơi, rồi con đánh hết bên này, chém này, 300 mấy chục đam này, 800 chưa lộn. Rồi ok, bỏ đi nhé. Ui thôi xong rồi. Ôi, bây giờ tôi chạy vô tôi cầu báu thôi. Đó, ba mẹ này, ơi đẹp kìa, đẹp kìa, hay quá mẹ ơi. Rồi pha này thêm tôi ăn được hết ba đứa rồi, xin nhá. Hay quá, ba mẹ phải đã bày được hai đứa luôn, quá đẹp. Rồi thằng nắc đâu rồi nha, tôi chưa thằng nắc nhỉ? À đây. Rồi ba mẹ ăn đi, rồi tôi sẽ đắp đầy nha, đợi tí nha. Rồi ô chị sớm thế, hết chiêu rồi. Bây giờ từ ăn blue lại. Ui trời ơi, biết thế đánh bàng nắc đi rồi. Tôi lựa ham được blue không ơi, tôi đánh thường blue, tôi ăn blue biết thế đánh mà con nắc thì đủ đam rồi. Mà thôi kệ đi không sao, nói chung là nó không farm được thì nó cũng bị thọt thôi. Đấy, giết được nó thì mình được thêm vàng. Rồi bây giờ thì từ nha tôi tìm góc nha. Rồi chắc tôi di chuyển lên, ủa ôi lỗ mix độ sai biết rồi, cay thế. Rồi hai tôi chuyển đây nhé. Đây xong rồi, Terry chết chắc rồi. Rồi khả năng giết được hai đứa nha. Ui ấn lộn đấu xanh bút chiêu ghê quá, bút lộn vào cái ngồi xem chi tiết luôn, bạn là trưởng thật, trời ơi. Rồi không sao, coi như là tem bạn cứ vậy đi, là coi như là tí nữa tôi bục cho đấy. Trận này tem bạn nó đang tạo thế cho tôi để nâng đủ được build đồ này rồi. Tại vì tôi 513 rồi, quá xanh rồi, kiểu gì tôi sẽ nâng được full build đồ này thôi.
đó, mấy ông chỉ bị hóng đến cuối game đi, cuối game nó sẽ full build này sẽ mạnh như thế nào nha. Rồi đó, mấy ông biết rồi, mấy ông thường chơi ra mấy ông sẽ nâng chắc nâng nửa đam nửa tanh đúng không, mà ông mấy ông hay đam nó còn to, trong khi giờ tôi nâng chỉ full đam 100% thuần đam luôn, mấy ông nghĩ đam sẽ to cỡ nào. Mà nó lại còn có thanh kiếm nữa, có thanh kiếm mà nó nổ một phát chí mạng thôi thì ối rồi ôi, thế bạn có phải con tanh còn chịu không nổi nữa, không huống chi mấy con HD. Rồi bây giờ thì farm rồi, tôi đi qua bùa hàng nâng cấp cho mọi người. Nói chung là tầm này tôi không ăn bùa nhà đâu, tôi chỉ ăn bùa hàng nâng thôi. Đấy, bao giờ bùa nâng hết rồi tôi mới ăn về ăn bùa nhà nhé mọi người. Nói chung là ép phải ép cho triệt để đúng không. Rồi bây giờ tôi sẽ không ăn đâu, mọi người tin tôi đi, giờ tôi sẽ không ăn, tôi sẽ đứng lên tôi nấp rình HD trước nha. Rồi ok, bắt HD nhé mọi người, không cho hàng HD. Nói chung là ui lại bị choáng đấy mọi người, thấy con mọi người con bùa này khó chịu không, tôi không có combo được luôn á, đứng như một chỗ là cay thật sự chứ. Đấy là lý do sao mà hợp đồi lúc con bùa này ra tôi auto cấm nó luôn á. Tại dạo này tôi thấy nó, tôi không cấm mà tem tôi không cấm mà thấy nó ít chơi, tôi cũng không cấm mấy nữa mà giờ mới nhà cái gặp hay Bonnie vào mặt luôn, rồi khó chịu thật sự luôn. Rồi ăn được không, hay quá, tem mình hên là AD pha nó có bằng xương sống kịp đấy, không có là toang rồi. Rồi bây giờ thì di chuyển lên ăn con rồng mọi người đó. Rồi né này rồi nhá. Nói chung là tầm này nãy giờ nắc nó bị tôi cướp quá trời con bùa rồi nên là nó khá là thọt rồi đấy. Tầm này có mà hai đứa qua tôi cũng cần hai đứa luôn trong rừng đấy, ba đứa chứ, bởi vì đêm tôi có Aja mà, tôi có Aja khả năng tôi cần được ba luôn đấy mọi người ơi. Đó nhưng mà từ từ đã, bây giờ tôi cứ farm nhé. À đây mọi người nhìn này, tôi không cần phải dùng chiêu nha, đánh nè, đau chưa, người thấy đau chưa, nhưng mà nó chạy được rồi, trời ơi đau bực quá. Đấy pha đó có Aja trên đầu là pha đó đủ đam rồi, Aja bật bắn kia đủ đam rồi, trời ơi có người thấy chưa, tôi xanh mà tôi còn chưa bật ulti mà tôi chém chưa thường nó còn đau vậy. Mọi người nghĩ khi tôi phun đồ nó sẽ đau như thế nào. Rồi ok đấy, coi như là cái bạn mà trước ra ý tưởng cho mình thì đã ok nhá, chạy bạn nhá. Rồi nhưng mà thật sự là cái build đồ nó full down này không hiệu quả lắm đâu mọi người ơi. Đó, nó hiệu quả đồ game nhưng mà cuối game á nó không hiệu quả thế nào đâu mọi người ơi. Đó, thì ít ra phải nâng đồ rừng tanh thì nó sẽ đỡ hơn, chứ mọi người đừng có nâng đồ này luôn, bởi vì con gian không phải như con nắc đâu. Đấy con nắc nghĩa bay từ xa vào nó còn bắt lẻ được, chứ con gian này phải đi thẳng mặt vào để bắt đấy, chứ đi thẳng mặt ẩu hay là coi như là nó sốc trò phát là thôi ối rồi lên mạng đấy. Nhưng mấy ông gặp con John thì con John hay mấy con như là con Celica đi, nó làm một phát thôi là ối rồi đau liền. Rồi bây giờ thì nắc nhát lắm, giờ nắc nó phế rồi, nó không đánh mình đâu. Rồi bây giờ cứ có gì qua cướp đó thôi nhé mọi người. Đó mà mọi người biết rồi, full nam là phải nâng phải mang ma tính nha, aroma chú chứ. Đây, nhưng mà trời ơi mọi người thấy con mít khó chịu chưa, tôi ngồi tôi lướt một chỗ rất là trưởng thật. Rồi pha này chết luôn hết bé rồi. Rồi để chiêu qua đánh con mít nha mọi người. Rồi ok, giết luôn mít nha, chém này bỏ lướt ra ngoài này, chạy được không? Ui không kịp rồi, không kịp phát cuối rồi, tiếc thế. Rồi ok, hồi sinh ở đây. À cái pha đó mà tôi còn sống thì gọi là úi rồi, nó gọi là một pha highlight hoàn hảo luôn. Rồi nhưng mà hôm sau nói chung là chết thôi, cũng chỉ hơi tiếc thôi, nhưng mà giờ bỏ qua đi. Giờ vấn đề tính là để tôi ăn con mục tiêu ấy mọi người. Nói chung là tầm này phải ăn mục tiêu thôi. Đấy tôi ao thằng tem bạn tận 2k vàng rồi. Đánh kiểu gì mà còn chấm máu này. Đó và tem bạn tôi fit thế này đi, tính là tôi ao chắc 3-4k vàng đấy. Tôi mà tôi ao 3-4k vàng chắc tôi cân 5 được mọi người ơi. Lúc đó là tôi đam nó quá khủng khiếp rồi, tôi bay vô cái là tôi còn chưa kịp dùng hết combo này, chắc em bảo nó đứng dùng chuộng phát là coi như chắc 3-4 đứa chết quá mọi người ơi. Đam nó quá khủng bố rồi. Rồi bây giờ thì qua đây nấp bắt thằng nát nha mọi người, qua đây nấp bắt thằng nát nha. Rồi nhưng mà làm gì, làm tôi phải ulti chứ thằng nát nha mọi người, gặp thằng nát phải ulti mọi người ơi. Đánh thằng nát là phải ulti nhá, không có tiếc gì hết á, hết thì cũng được, nói chung là đánh nát mà mèo không ulti là hơi khó dí nó. Rồi bây giờ thì từ từ nhé em ơi, bình tĩnh nha. Rồi bây giờ thì qua ăn tà hận thôi, tem bạn bắt đầu chơi chế độ thủ rồi đó, nhưng mà trước hết thì tôi phải qua tôi lượm một cái trụ ấy mọi người ơi. Trụ này còn có 600 máu, đánh thường cái là chết à. Rồi bây giờ thì di chuyển xuống ăn con mục tiêu nhé mọi người. Nói chung là mọi người đừng có để mục tiêu nào trống nhá, ăn được phải ăn luôn, đừng có để trống nhá. Nói chung là có lợi thế là phải ăn liền, chứ mọi người mà không ăn cái là tem bạn lại có lợi thế hơn đấy. Rồi bây giờ thì di chuyển về ăn farm nốt bãi rừng mình nha, bộ đỏ sắp ra rồi, ăn luôn bộ đỏ. Nhưng mà từ từ đã, mình cảm thấy tem khả năng giao tranh khá là cao nha, đây là mình sẽ di chuyển xuống tem nhá, bộ đỏ từ từ đi. Rồi ui giời, người thấy chưa, tôi chưa bật công ty cho chém thường 2k đam rồi, quá to rồi. Đó, sắp tí nên xong thanh kiếm tăng thêm 3 50 trăm sát thương
bảo đúng không ta? Hay là tăng bao nhiêu nhỉ? Tăng 30 nhỉ? Tôi không nhớ, hình như tăng 50 phải mà đúng không? Hay tăng 20 ta? Nói chung kệ, nói chung là có tăng thêm đam được rồi. Đấy, thì mọi người tí nữa sẽ thấy đam nó đông. Đấy, cái pha đó mà tôi bị combo đi như chó dính một phát là coi như là tôi lên bảng ba rồi. Trời ơi. Rồi, chém thường này. Đó, thằng FB trong bụi này. Ồ, đi chuyển lên trên thôi. Nhưng giờ pha này đấy nha, tới nha, tôi nấp bụi này nha. Cùng đi nha. Đây. Rồi, xong bạn AD ơi, bạn chết chắc rồi. Rồi, mọi người thấy chưa? Tôi chỉ cần bao nhiêu ta? 2 lướt, 3 lướt thôi AD chết rồi. Tôi còn chưa dùng chiêu 1 nữa, tôi còn chưa ulti nữa mà bà nữa là để chết bà rồi. Ui, mega kill được, ui, đấu xanh, trời ơi, trong mồi. Giá như không phải con Moni là tôi ăn được mega kill nữa mấy ông ơi, trời ơi. Ý chà, mấy hồi sinh vô, tôi bình đem về rồi, không về, cùng nắc nó quét luôn ba mẹ. Đậu xanh cay pha đó thế nhờ, tôi cứ nghĩ là tôi bổ được ulti vào, tôi bảo đúng chứ một là có những khả năng ăn mega kill pha đó rồi. Vãi cả trưởng thật, combo Nino tiêu phút lại, khó chịu thế không biết, cay quá. Đầu xanh lâu lắm rồi chưa ra được mega kill nhá. Rồi, bây giờ thì ăn con rồng nhá mọi người. Đấy, úi dồi, chém rồng 4k đam này thì bố nào chịu nổi. Rồi, đấy, 4k4 đam nha. Tôi mà nâng trong cái nanh nữa thì úi dồi luôn đấy. Rồi, pha này thì lượng combo đỏ nhá mọi người. Đó, tầm này đấy, đau chưa mọi người, đau chưa? Đó, build đồ gian full down nó phải như vậy chứ. Rồi, ulti bắt luôn thằng này nhé mọi người. Rồi, chém này, bỏ này, ulti này, lướt này, chém này, lướt này, chém này, hôi luôn nhé mọi người. Rồi, tới nha, đây. Ui, đấu xanh cho bọn này. Thôi xong rồi, phải được chết rồi, chết bà rồi. Trời ơi, tôi bị xanh quá, tôi bị mắc bệnh ảo tưởng lắm mấy ông ơi. Ui, thôi. Trời ơi, cày quá à, không có cái đào con FB nó hồi một đống máu luôn, bổ bao nhiêu pha chí mạng đấy mà nó không chết được con FB, thế không biết, trời ơi. Thôi không sao, đấy, đem bão đầu có lợi thế rồi, nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ không để trận này thua đâu nha mấy ông ơi. Rồi, bây giờ thì vô ăn con blue nhé mọi người. Đậu phỏng, rồi, bây giờ tem khả năng, hền quá, AD vẫn chưa chết, trời ơi, hền thế AD còn chấm máu. Từ nha, đây, bây giờ tôi qua tôi lượm con red, xong rồi tôi sẽ nấp bụi này nhá, tôi dình trong nào. Đấu xanh cái mất bả rồi. Mày xong rồi con ơi. Mày tới công chuyện rồi bé ơi. Chạy đi đâu bạn ơi? Bạn chạy đi đâu? Tóc biến chi không biết. Trời ơi, khổ thân mà Aya ăn được ảo thật đấy. Trời ơi, mình với Batman xúc nam mày thế nào Aya ăn được ảo thật. Rồi, bây giờ thì đây nha. Rồi xong nha SB ơi. Bạn đi ẩu rồi, nãy tại bạn mà tôi bị chết mạng đấy nha. Trời ơi, nó đi nhanh thế. Sao mày đi nhanh thế, nhưng mà lui đã mọi người ơi, đau quá. Trời ơi, tôi đang full nam rồi, tầm mày nó cuối đồ chém đau thật sự luôn. Rồi, hay quá Batman ơi. Batman bắt được Nakroth rồi, bây giờ tôi qua toàn cả thần nhá. Hãy không cần úi thổ ơi, chém ra thần kìa. Úi rồi ôi, nhìn chém đam nó sướng chưa. Úi rồi ôi, trời ơi đam kìa. Nhìn fail, trời ơi, tà thần tụt máu không phanh luôn. Rồi, bây giờ thì hơi win thôi mọi người ơi, thả tà thần lên là win nhé mọi người. Nói chung là cầm này thì phải win thôi. Úi rồi mọi người thấy gì chưa? 5k đam. Tôi còn chưa nâng xong cái nành đấy, cái nành vẫn còn này. Nếu mọi người tính thử coi, cái nành thêm 200 đam là tăng lên 30% thương đúng không? Đó, thì mọi người đam nghĩ sẽ được bao nhiêu? Trời ơi, 6k đam, vãi cả nồi thật, trời ơi. Rồi, trời ơi quá khủng khiếp nha. Rồi giờ kem gì vậy? Từ từ thôi, vô đây nè, chém nè, rồi AD phát nè. Ui, lại bị trói. Bà mẹ con Bonnie đâu cay phát cả trưởng nhờ, phát nổ con Bonnie đó. Mọi người hiểu lý do sao mà tôi luôn cấm con Bonnie chưa? Tôi chỉ ghét cái chương hài đó thôi. Rồi qua giúp AD nhé mọi người. Ui. Rồi, bộ này nha, mày chết này, đòi sao chịu nổi. Rồi, còn hàng nát đúng không? Từ nha, tôi đánh hàng nát chưa, tôi mới để trụ nha. Ok, chạy nhanh thế, qua đây coi. Ôi, win rồi nha mọi người, bye bye. Ok, mọi người thấy clip này hay thì nhớ cho tôi xin một like, subscribe ủng hộ kênh mình nha. Rồi, cả anh em đã coi video nha. Nếu anh em có ý tưởng gì thì cứ bình luận ở dưới để có xem tôi thực hiện được, tôi sẽ thực hiện cho anh em xem nha. Ok, bye bye, hẹn anh em ở clip sau nha. Ok, bye bye.